Em Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu về hai siêu phẩm mới về. Thì các bác cùng xem mẫu 30 này về lâu rồi. Nhưng mẫu 40 hôm nay em mới lại về hàng. Cái cấu hình ngày hôm nay thì các bác cùng xem mẫu nhá. Và hôm nay thì Tùng Nguyên Audio sẽ giới thiệu cho anh em một cặp bát 30 và một cặp bát 40 neo giá cam kết cho anh em rẻ luôn. Anh em lấy số lượng 3 đôi và 5 đôi, 10 đôi nhá. Em cam kết cho anh em giá đúng như tại xưởng Trung Quốc luôn, siêu rẻ luôn anh em nhá. Đây là cặp bát 30 neo màng sơn dầu bóng gân 2 gân. Cặp bát này dâu của nó sẽ được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Và bát 30 neo này của công ty V Audio nhá. Và côn của nó côn 76 các bác nhá. Côn 76 keo này, đánh đẹp chưa các bác? Đít bát của nó có đôi 4 6 8 cái nút để tỏa khí tỏa nhiệt, xương cá trẻ đôi. Đây là cặp bát 30 nhá. Còn đây là cặp bát 40, 30 là neo V nhá, 40 này. Màng sơn dầu bóng gân 2 gân này. 40 neo BNC nhá các bác nhá. 40 neo BNC với đít bát có đôi 4 6 8 cái nút để tỏa khí tỏa nhiệt, xương cá trẻ đôi. Và con này của nó là dâu của nó sẽ được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Đấy, dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Và anh em ạ, hàng mẫu mới về thì hôm nay em sẽ báo giá và giới thiệu và báo giá cho tất cả các bác để các bác tham khảo. Các bác dựng loa array hoặc là dựng loa cho khách thì cam kết cho anh em hai mẫu này ngoảnh rất là hay và giá của nó tốt luôn. Cặp bát 30 với giá là 2 triệu rưỡi một cặp. Em ở đây có một cái nhưng 2 triệu rưỡi một cặp bao ship. Cặp bát 40 sẽ có giá là 2 triệu 7 một cặp, trên 200.000. 2 triệu 7 một cặp bao ship. Anh em có nhu cầu đến bát 30 và bát 40, liên hệ trực tiếp cho bên cửa hàng để đặt hàng các bác nhá.